Thưa quý vị, vừa qua ngày 6 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Phúc, hay còn gọi là sư thầy Thích Tâm Phúc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vậy sư thầy Thích Tâm Phúc là ai? Hành vi phạm pháp như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Ông Nguyễn Minh Phúc không phải ai xa lạ, mà là một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc. Ông có những tài khoản trên mạng xã hội với rất nhiều lượt theo dõi. Những nội dung trên mạng xã hội của người tự nhận là nhà sư này có rất nhiều nội dung phản cảm, gây rúng động dư luận với những phát ngôn tục tĩu, bôi nhọ tôn giáo. Các clip được chia sẻ rộng rãi trên nhiều mạng xã hội trong và ngoài nước, thu hút lượt xem khủng cùng nhiều phản ứng trái chiều của người dân. Trên mạng xã hội, ông Phúc cũng xưng là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương ở Củ Chi. Gần đây ông này nổi danh với tên gọi thầy chùa ăn thịt chó. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định từ năm 2000 đến năm 2010, ông Phúc có tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, nhưng mới chỉ làm lễ quy y và chưa xuất gia tu hành tại chùa. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tự lập chùa Ngộ Chân Tử tại nhà của mình để sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu, không được phép hoạt động tôn giáo trái phép vì không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở tôn giáo nào gọi là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Sau đó ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ở của ông Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua xác minh cho thấy, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như 5 huân chương lao động, 2 bằng khen không có trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không có tên ông Phúc. Các giấy tờ như huân chương, bằng khen đều được xác định là giả và ông Phúc dùng để tự xưng là tu sĩ. Làm việc với công an, ông Phúc cho rằng mình được người khác tặng và treo trong nhà. Công an huyện Củ Chi đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc. Đến tháng 4 năm 2022, ông Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho thấy, ông Phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh. Theo cơ quan chức năng, lợi dụng ông Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số YouTuber, TikToker đã chụp hình, quay clip và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni, Phật tử cả nước. Một số người lợi dụng tính cách, lối sống của ông Phúc nên xúi giục ông này phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội của mình. Đến ngày 6 tháng 12 năm 2023, ông Phúc bị bắt với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra từ năm 2021, bà LTHT, 50 tuổi, mua thửa đất hơn 420m² ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng. Một năm sau, thông qua người quen, bà nhờ thầy Phúc làm thủ tục tách thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng. Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng ông Phúc đã nhận lời do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác. Cụ thể, người này đồng ý làm với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Tuy nhiên, thay vì làm thật, thì sư thầy giỏm này đã lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi đưa một tờ cho bà T và đưa ra yêu cầu cần chuyển nốt số tiền mới đưa phần còn lại. Biết bị điều tra, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Khi trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập, khám xét nhà bị can. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện thêm các biện pháp tố tụng theo quy định như giám định tâm thần, tìm thêm bị hại của ông Phúc để mở rộng điều tra vụ án. Và để hiểu hơn về vụ việc trên từ góc độ pháp lý,
Chúng tôi xin phép kết nối đến tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời trưởng quay kết nối. Vâng, xin chào luật sư. Thưa luật sư có nhận định như thế nào về ông Nguyễn Minh Phúc, người có hành vi phạm tội trong vụ việc trên? Có thể nói rằng là việc Nguyễn Minh Phúc bị cơ quan điều tra bắt giam là một thông tin có thể là sẽ bất ngờ với một số người. Bởi đây là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, có rất nhiều người theo dõi. Và người này thì được nhiều người theo dõi không phải là đưa các cái thông tin về Phật Pháp, về nhân quả hoặc là những thông tin liên quan đến cái việc làm điều thiện, mà sự nổi tiếng của người này từ những thông tin là khá là nhảm nhí và những cái thông tin sốc, giật gân và có những lời lẽ không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, không phù hợp với giáo lý, giáo luật của nhà Phật. Chính vì vậy là phía Phật giáo thì cũng đã khẳng định là đây không phải là nhà sư và không phải là người tu hành có sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cơ quan chức năng cũng xác định là nhà sư này là nhà sư giả và có dấu hiệu hoạt động tôn giáo trái phép. Những cái hoạt động trên mạng xã hội thời gian qua cũng gây ra những cái tranh cãi và gây ra những cái hệ lụy tiêu cực nhất định cho xã hội. Tuy nhiên, cái điều đáng chú ý ở đây là Nguyễn Minh Phúc này bị cơ quan điều tra khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Đây là thông tin cho thấy rằng là rõ ràng là các hình ảnh trên mạng xã hội, những cái thông tin sự việc trên mạng xã hội, những cái pháp danh hoặc là xưng danh, những cái người cạo đầu rồi mặc áo cà sa trên mạng xã hội chưa chắc đã là nhà sư. Những cái nhà sư chân chính thì họ sẽ có những phát ngôn, có những ứng xử là chuẩn mực, có những cái hành động ứng xử là phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như là phù hợp với tôn giáo. Với những hành vi phạm tội này thì ông Phúc có thể đối diện với mức án như thế nào? Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì Nguyễn Minh Phúc có thực hiện hai hành vi vi phạm pháp luật là hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người thực hiện hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp hành vi là có tổ chức hoặc làm giả từ 2 con dấu đến 5 con dấu thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Đây là chế tài có thể áp dụng đối với bị can này trong vụ án này. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ giấy tờ tài liệu giả là được làm như thế nào, các đối tượng nào đã tham gia thực hiện việc làm giấy tờ này để cùng xử lý về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức, và đồng thời sẽ xác minh về cơ quan tổ chức nơi mà ghi nhận trong cái giấy tờ đó để xác định xem là cái giấy đó có phải cơ quan tổ chức cung cấp hay không. Nếu kết luận giám định, kết quả xác minh là không đúng thì có thể khởi tố đối tượng này. Ngoài ra thì đối tượng này bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với quy kết hiện nay của cơ quan điều tra là đối tượng có ý định chiếm đoạt 130 triệu đồng và đã nhận trước 70 triệu đồng. Và cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn, động cơ mục đích và cái hình thức yếu tố chiếm đoạt được thực hiện như thế nào. Theo thông tin hiện nay thì đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối là có thể tách thửa đất ra làm hai thửa cho nạn nhân với cái giá tiền là 130 triệu đồng và đối tượng đã nhận trước 70 triệu đồng và nhờ cái đối tượng khác làm ra hai giấy chứng nhận cũng đất giả và đã đưa cho nạn nhân một giấy, còn một giấy đã cất vào két sắt. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu giữ cái giấy chứng nhận thứ hai này và cũng tiến hành giám định để xác định. Còn trong trường hợp mà kết quả điều tra cho thấy đối tượng này đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 2 điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Đây là tội danh cái khung khoản được xác định là tội danh nghiêm trọng. Bởi vậy là với hai cái hành vi vi phạm pháp luật như vậy
thì việc cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng này là hoàn toàn có căn cứ trên cơ sở pháp luật. Quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ những cái đồng phạm khác nếu có và đánh giá cái hậu quả đã gây ra đối với xã hội, với nạn nhân để xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.